là tỉnh có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khá cao. Những ngày này, cùng với tuyên truyền vận động học sinh đến trường, ngành giáo dục Bình Phước cũng triển khai các lớp tăng cường tiếng Việt với mục tiêu giúp học sinh dân tộc thiểu số hòa nhập tốt với môi trường giáo dục khi năm học mới 2024-2025 sắp bắt đầu. Tỷ lệ học sinh đồng bào dân tộc thiểu số đầu cấp chiếm khá cao. Từ cuối tháng 7 cho tới nay, trường tiểu học và trung học cơ sở Lộc Thịnh triển khai 2 lớp tăng cường tiếng Việt dành cho 48 học sinh dân tộc thiểu số. Tạo cho các em tự hiền hơn bằng cách sẽ quan tâm đến các em đấy nhiều hơn. Về mặt bản chung thì đa số đến thời điểm bây giờ thì đa số các em đã hòa nhập được với các bạn cùng trang lứa. Các bạn đã biết tô, biết nói tiếng Việt và biết nghe được cô hướng dẫn. Với việc bố trí giáo viên nhiều kinh nghiệm, đảm bảo tuân thủ 80 tiết học theo quy định, nền tảng tiếng Việt được trang bị là điều kiện thuận lợi để các em tiếp cận kiến thức, hòa nhập tốt với môi trường giáo dục. Tạo cho các em học sinh trước khi vào lớp 1 là người dân tộc thiểu số có một cái tâm thế vào trước khi vào lớp 1 rất là tốt. Cái thứ hai thì cũng tạo điều kiện cho giáo viên có cái thời gian mà hướng dẫn ôn tập và tạo những cái kiến thức cơ bản nhất trước khi các con vào lớp 1. Bởi vì so với những trẻ người Kinh thì các em học sinh dân tộc thiểu số nó còn khó khăn về kiến thức kỹ năng bởi vì tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai. Để chuẩn bị cho năm học mới 2024-2025, cùng với sẵn sàng về cơ sở vật chất đội ngũ giáo viên, ngành giáo dục và đào tạo huyện Lộc Ninh cũng đã triển khai các lớp tăng cường tiếng Việt tại 9 trường với 441 học sinh sắp vào lớp 1. Chỉ đạo cho các trường bám sát, kiểm tra và đôn đốc giáo viên, cố gắng là thực hiện các cái chương trình và cái nội dung làm sao để cho các em sớm hội nhập với những cái yêu cầu của ngành. Nhìn chung cơ bản thì các cái công việc của nhà trường, các trường trong toàn huyện hiện nay đang tích cực để chuẩn bị cho đón năm học mới. Trước đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước đã có nghị quyết quy định kinh phí hỗ trợ thực hiện việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1. Theo nghị quyết, mỗi trẻ được hỗ trợ một bộ tài liệu học tiếng Việt và 100.000 đồng kinh phí học tập. Thời gian hỗ trợ tối đa là một tháng trong hè trước khi trẻ em vào lớp 1.